Hoàn thành nhiệm vụ đưa Phi Nhung về bên Wendy, vợ chồng Việt Hương quay lại Việt Nam, đập tan tin đồn trốn ở Mỹ. Việt Hương được chồng tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear baby. Cảm ơn anh và anh không? Anh đã cho khách sạn trước. Cái tên Việt Hương được nhắc đến khắp các diễn đàn bởi hành trình thiện nguyện, lo lắng cho đồng nghiệp. Sau thời gian đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ về dự hai tang lễ, nữ danh hài và ông xã đã tức tốc trở về Việt Nam đáp chuyến bay tại Đà Nẵng. Theo đó, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Hoàng Mập vừa thông báo tin mừng rằng vợ chồng nữ danh hài đã an toàn trở về Việt Nam. Theo như hình ảnh chia sẻ, Việt Hương và Hoài Phương đáp chuyến bay về Đà Nẵng. Và theo như quy định, người từ Mỹ về phải chịu lệnh cách ly 7 ngày. Hoàng Mập cho biết, chào mừng vợ chồng em gái Việt Hương đã về đến Việt Nam. Anh rất ngưỡng mộ và yêu thương hai vợ chồng em. Anh cũng rất hạnh phúc và tự hào khi phim Bến Lỡ Liêu Xiêu sắp bấm máy có sự tham gia của em trong vai bà Cả Dung. Em nói phim này bấm máy, em không có chuyển tiền cho anh, sẽ tặng anh món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật của anh. Nghe mà thương lắm đa, hồi hộp chờ đợi quà sinh nhật. Cảm ơn em vì tất cả, thương em. Trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động và lãng mạn bên ông xã. Bước vào căn phòng, nữ danh hài vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một bàn tiệc sinh nhật nhỏ. Không cần phải giới thiệu, Việt Hương đoán ngay được ông xã đã liên hệ trước với khách sạn để chuẩn bị sự ngạc nhiên này. Bên cạnh bánh sinh nhật và hoa tươi, nữ danh hài rất thích thú khi những bức hình của cô và ông xã được trang trí khắp căn phòng. Bà xã Hoài Phương cho biết, sinh nhật năm nay trùng với ngày đưa mẹ nuôi về nơi ăn nghỉ cuối cùng, nên hai vợ chồng cô cũng vội lên máy bay trở về. Nữ danh hài cảm thấy rất vui khi nhận được món quà bất ngờ và có ông xã ở bên trong lúc này. Sinh nhật của Việt Hương đã trễ rồi, nhưng mà khi mà xuống máy bay thì vui quá. Tại vì cái ngày 15 á là cũng là đưa mẹ nuôi ra nơi cuối cùng, cho nên là khi mà lên máy bay thì Việt Hương có thấy admin của Việt Hương đề birthday chị. Rồi cái bay luôn. Người hâm mộ gửi nhiều lời chúc mừng, cô rất biết ơn nhưng vì quá vội nên không thể trả lời hết được. Vợ chồng Việt Hương cố gắng sắp xếp công việc bằng mọi cách để có thể trở về nhà cùng con đón Halloween và sinh nhật. Chỉ vừa dừng 2 tháng từ thiện ráo riết, Việt Hương đã phải lo liệu chuyện hậu sự của gia đình đồng nghiệp. Theo ý quyền từ phía con gái cố ca sĩ Phi Nhung, vợ Sáu Bảnh đã cố gắng thực hiện thủ tục và đích thân vợ chồng mình mang tro cốt sang đến Mỹ. Nói về vấn đề này, Việt Hương cho biết vì Phi Nhung là phụ nữ, cô không thể để đồng nghiệp của mình đi một mình. Chính vì lẽ đó mà vợ chồng cô đã cùng đi trên hành trình 30 tiếng để trao tro cốt cho Wendy. Khán giả rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh nữ danh hài lo lắng cho phần tro cốt. Cô mang chiếc ba lô trên vai và cẩn thận đọc: đây là Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970, bây giờ đang đi với Hương lên máy bay nha, đi Los Angeles. Dù có dặn lòng đến thế nào thì Việt Hương cũng không thể ngăn cảm xúc. Sau khi đưa được tro cốt, cô bộc bạch: bao ngày nay, Việt Hương dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để lo lắng chu toàn cho Phi Nhung trọn vẹn. Nhưng hôm nay, ôm người đồng nghiệp trong lòng, Việt Hương đã không còn kìm nén được cảm xúc của mình. Thương quá Nhung ơi, khóc tiếc thương cho người nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tiếc thương người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện luôn đông đầy. Nhung ơi, từ giây phút này, Nhung hãy trở về với vòng tay của con gái và gia đình nhé. Hương xin cúi chào tạm biệt Nhung, tạm biệt một ngôi sao sáng, tạm biệt một người bạn bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng với trái tim đầy tình yêu thương ấm áp. Được biết, trong thời gian tới, Việt Hương sẽ tham gia phim do Hoàng Mập làm đạo diễn. Sau nhiều câu chuyện cộng đồng, cô cũng tập trung vào việc nghệ thuật. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!